Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn nha. Có hai xe mới về. Đó là MT33 và Subaru D338. Đẹp nha. Subaru D338 này là còn nguyên rin nha, chưa rửa là luôn á. Lớp trước lớp sau 4 lớp đẹp. Còn dính bùn. Mâm rin luôn. Đây. Mâm mà còn thiếu ốc luôn này. Xe nè, xe bãi Nhật về chưa dọn dẹp nè. Đất đai này còn dính luôn. Còn dính bùn nha các bạn. Này móc luôn nè. Để coi giờ chạy bao nhiêu giờ rồi. Bảy trăm sáu mươi hai giờ. Xe còn mới lắm. Cái này mà rửa ra là đẹp lắm đó nha. Các bạn nhìn cái gầm nè. Gầm xe nè. Gầm xe ngang còn mới tanh luôn. Lắng e. Xe này chắc là bên Nhật họ ít chạy và bảo dưỡng tốt. Xe này là có khung, có mái che luôn nha, chống lật luôn nha. Các bạn nhìn đùi sau nè. Đùi thẳng đẹp luôn nè. Ui da, ui còn bám bùn không nha. Cái này mà rửa ra thôi là mới tanh luôn. Lớp nguyên rin, 4 cái lớp là tuyệt vời luôn. Con này 4 cái lớp, có mái che, xe đẹp. Mới về, hàng mới về. Subaru D338. Rồi, xin chào mọi người nha.